OK, Hùng Lê xin chào cả nhà. Một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là cái phần mềm Hùng Lê đang sử dụng thì được cài đặt như thế nào và cái cách thức sử dụng như thế nào. Thì rõ ràng một điều là chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái nhu cầu về phân tích kỹ thuật trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì nó rất là cần thiết rồi. Và cái điều đầu tiên đó là các cái Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị các cái website mà có thể chúng ta có thể sử dụng được. Thì rõ ràng là mọi người cũng đều biết cái trang Fayan, tức là fayan.vn. Thì ở trên trang Fayan này thì hiện tại là vẫn đang có đang 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 có gọi là đang có một cái tính năng, đấy là tính năng dành cho những cái tài khoản miễn phí, tức là chúng ta vẫn có thể vào ở trong trang Fayan này thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Và Fayan thì nó có những cái có những cái gói 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 gọi là gói pro, tức là có mấy gói, những cái gói đó thì trước hết thì chúng ta sau khi vào Fayan thì chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên đó, và sau đó thì ở trong này thì nó cũng có khá là nhiều các cái chỉ báo này, thì Hùng Lê sẽ không nói mà sẽ tập trung vào cái chỗ mà đồ thị. Thì chúng ta vào cái mục phân tích đồ thị đó, thì ở đây thì họ có hỏi là đây là phiên bản free và họ có cái phiên bản basic hoặc pro, thì sau đó thì sau này thì sẽ có những cái video giới thiệu về phiên bản basic hoặc pro sau, thì chúng ta sẽ đóng đi, tạm thời là chúng ta sẽ chỉ sử dụng ở trên cái nền tảng này thôi. Thì ở trên trên cái nền tảng này thì chúng ta cũng có thể sử dụng hết được tất cả các cái chỉ báo kỹ thuật, tuy nhiên là họ không cho lưu. Đó, họ không cho lưu mẫu, tức là ví dụ như chúng ta muốn thiết lập một cái trạng thái nào đó thì họ 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 không cho mình lưu lại cái mẫu đó, dẫn đến cái việc là mỗi lần sử dụng có thể chúng ta sẽ phải thiết lập lại đấy, một số nó chỉ lưu cho mình một số các cái chỉ báo nhớ thôi. Còn về cơ bản thì ở trên này thì dữ liệu cũng họ cũng cập nhật theo cả đồ thị ngày nhé, xong đấy 4 giờ khung giờ và khung 5 phút này, khung 1 phút đó. Thì với những anh chị mà đánh forex chẳng hạn, hoặc là xin lỗi cả nhà, phái sinh chẳng hạn, thì các anh chị sử dụng cái đồ thị 5 phút hoặc là đồ thị 15 phút thì đều được. Còn bây giờ thì Hùng chủ yếu là Hùng đang nói về cái mảng cơ sở, tức là chúng ta sử dụng cái đồ thị một ngày. Thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi, tức là ở đây thì nó sẽ có một số các cái tính năng này, cảnh báo, ví dụ như là chúng ta thiết lập thì nó sẽ có những cái tính năng cảnh báo, đây đây là bộ lọc này. Cổ phiếu thì chúng ta sẽ đưa ra những cái tín hiệu lọc. Thì còn bây giờ thì Hùng chỉ nói về 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 mặt kỹ thuật. Thì ở trên này thì các anh chị cũng có thể thấy là ở đây thì có đồ thị các anh chị nhé, và đây thì các cái chỉ số kỹ thuật, ví dụ như là chúng ta cần cần chèn một cái chỉ báo nào đó, ví dụ như chúng ta cần chèn đường MA chẳng hạn, thì đây nó có cái đường MA moving đây đấy, ví dụ đây là kênh, còn ở tại vì là nó cũng cũng khá là nhiều đường trung bình trượt đây, SMA này, đây MA nó nhiều cái chỉ báo, tức là ở đây thì hình như là cái này phải không nhỉ, nó không cho đường trung bình trượt, đường trung bình trượt đây nó nhiều cái chỉ báo, tức là đại loại là đường trung bình mũ, tức là tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật thì nó sẽ nằm ở đây. Tại vì là Hùng cũng lâu Hùng không sử dụng cái này, thì ví dụ như là chúng ta cần chèn đường MACD chẳng hạn đó, thì nó sẽ ra xuống đây. Rồi đây nó có những cái gì nhỉ, bây giờ là trong trong cái này là vì là nó ra cái gói basic và gói pro nên nó đã hạn chế rất nhiều những cái chỉ báo ở đây, tức là cái gọi là những cái chỉ báo mà khác ấy, ví dụ như là xem nào, MA này, ví dụ như là chúng ta cần chèn Ichimoku, xem nào, Ichimoku đấy, ví dụ như chúng ta cần chèn mây Ichimoku này đó thì cũng có đấy, hoặc là chúng ta các cái chỉ số đấy, đại loại là trong này thì nó cũng khá là đầy đủ các cái chỉ báo về kỹ thuật, và thường thì anh chị em của chúng ta sử dụng cái nào thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái đó. Tuy nhiên là nhìn ở trên này thì nó cũng không được trực quan lắm, nó cũng không đẹp. Gói miễn phí thì bao giờ nó cũng như vậy, và ở đây thì chúng ta cũng có thể vẽ đó các cái kênh sóng này, rồi ở đây là đường, các cái đường này thì chúng ta đấy có đường tia, đường thẳng, đường nằm ngang mũi tên đó, ví dụ hình mũi tên đúng không ạ, đấy cũng có đầy đủ, tức là tất cả chỉ báo kỹ thuật ở đây thì nó cũng khá là đầy đủ. Rồi chúng ta có thể viết text này, rồi đây là các cái mô hình kinh điển này đấy, ví dụ như mẫu hình rơi này,
Mẫu hình rơi là con rơi đây này. Đấy, những cái sóng kiểu kiểu này thì dò tìm những mục tiêu ở điểm C nó sẽ nằm ở bao nhiêu, ví dụ như vậy. Hoặc là dò tìm những cái sóng gọi là sóng chỉnh nó sẽ như nào. Đây, một cái mô hình thì tất cả những cái này thì nó đều nằm hết ở đây. Thì các anh chị nếu như chúng ta không sử dụng Amin thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái Faiam, là một cái trang mà cũng cập nhật dữ liệu khá là tốt. Một trang thứ hai nữa là trang cổ phiếu 68. Tuy nhiên là trên trang cổ phiếu 68 này thì Hùng cũng đã có xem. Thì nó thường hay bị lỗi, nó thường hay bị lỗi, và đặc biệt là trên cái trang này thì có rất nhiều quảng cáo. Nó khá là khó chịu, nó khá là khó chịu. Còn cái cách thức dùng thì các anh chị cũng có thể sử dụng cái trang cổ phiếu 68.vn và vào cái phần chart symbol này. Thì ở đây setting thì ở đây thì chúng ta có thể chèn tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật thì người ta cũng đã làm sẵn ở đây. Ví dụ như là chúng ta cần xem đường MACD chẳng hạn, hoặc là đường volume chẳng hạn, volume chẳng hạn, MACD chimugu chẳng hạn, đó ví dụ như thế. Thì sau chúng ta tích vào đây, người chúng ta chọn vẽ biểu đồ thì nó cũng sẽ cho chúng ta đó, ví dụ như đấy, nó sẽ có những quảng cáo rất là khó chịu. Đây đường MACD, đây là volume, ví dụ như vậy. Và cái ở phần bên cạnh này thì chúng ta cũng thể chèn các cái đường SMA hoặc đường EMA, ví dụ như là chúng ta chèn đường 20, xong đó thì chúng ta có thể chèn đường bao nhiêu thì tùy tích, ví dụ 50 chẳng hạn. Và đây thì chúng ta đổi màu đi, ví dụ màu xanh, màu tím như đấy, và xong đó thì chúng ta lại vẽ biểu đồ. Đó thì trên biểu đồ nó đã có hai đường EMA, ví dụ như vậy, EMA. Thêm nữa là đến cái tab thứ ba này thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái chỉ báo ở đây, ví dụ như là chúng ta sử dụng RSI hoặc là CCI hoặc là rất rất là nhiều. Đến cái tab này thì một số các cái công cụ Fibonacci hay là Fibonacci này, mấy cái công cụ về gọi là dò tìm mục tiêu giá, hay là đây ví dụ như thế, chúng ta đặt và chúng ta kéo thả thì đây cũng là một cái đó, thì nó cũng sẽ có và chúng ta sẽ bấm xóa đi. Còn tiếp theo đấy là kiểm tra các cái tín hiệu, thì ở đây là chúng ta có thể tự đặt đặt các cái tín hiệu và sau đó thì chúng ta kiểm tra tín hiệu, ví dụ như tín hiệu mua thì nó sẽ có những cái gì đó, ví dụ sau đó thì chúng ta có thể đánh các cái mã cổ phiếu vào đây và chúng ta chọn các cái tín hiệu để kiểm tra. Còn lại đến tiếp theo đấy là các cái cảnh báo đã lưu, thì ở đây thì chúng ta cũng có thể đăng nhập đăng ký tài khoản ở trên đó để chúng ta có những cái thiết lập về cảnh báo. Đây là lọc tín hiệu thì cũng như vậy, tức là lọc những cái tín hiệu theo đường SMA, MA, MACD hay là những cái gì vân vân, các cái chỉ báo kỹ thuật ở đây để chúng ta đưa ra được một cái tín hiệu kỹ thuật về cổ phiếu. Đó thì là trên cái trang này thì chúng ta cũng có thể sử dụng, tuy nhiên nó hay bị lỗi. Ở đây thì nó có một cái, tức là cái khung đồ thị thì chúng ta có thể chọn 3 tháng, tức là ví dụ như chúng ta chọn 5 năm thì cái mây nó sẽ xít lại hơn, nến thì nó sẽ xít lại hơn. Đó ví dụ đây nó xít 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 này, chứ cái này nó không lăn được các anh chị nhé, cái này nó chỉ có những cái khung chọn cố định đó, hoặc là ví dụ tất cả, có nghĩa là từ lúc cổ phiếu lên sàn cho đến bây giờ thì nó sẽ cho mình một cái khung đấy, khung dài dài như này đấy, ví dụ như vậy. Thì đây cũng là một cái trang để chúng ta xem về biểu đồ, nhưng mà chủ yếu là cái trang Faian thì vẫn là một cái trang mà nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất. Còn hôm nay thì Hùng sẽ hướng dẫn tất cả những anh chị em chúng ta sẽ cài cái bản Amin Broker, thì các anh chị có thể lựa chọn cái bản đây, Hùng đã tải sẵn rồi, Hùng đã tải sẵn rồi. Còn các anh chị sẽ chọn cái bản là Amin Broker bản 6.20.1. Thì cái bản này dùng nó khá là ổn định và nó khá là ok. Thì chúng ta sẽ down về và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Cài đặt xong thì Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị, chúng ta sẽ có một vài cái thiết lập để đó, chúng ta sẽ cài đặt. Ở đây là cái thư mục các anh chị nhé, nó sẽ vào cái thư mục program x86 để tí nữa chúng ta nhớ. Và chúng ta ở đây nó sẽ hỏi là full này, thì mình sẽ cài full. Ok, finish. Thì sau khi chúng ta cài đặt xong thì cái hình dạng của Amin nó sẽ nó sẽ như thế này. Ok, và chúng ta sẽ bấm ok đi. Đó thì sau đó thì chúng ta bây giờ trước hết sau đó thì chúng ta sẽ phải tắt đi và chúng ta tiến hành crack cái bản này đã. Thì các anh chị copy toàn bộ những cái thư mục ở trong crack này, này. Chúng ta copy và sau đó thì chúng ta sẽ tìm đúng lại cái thư mục mà chúng ta cài đặt trong ổ C trong Xprogram 86 này, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm đến cái Amin Broker. Và sau đó thì chúng ta sẽ paste đè lên đây.
sẽ paste đè lên đây, copy paste đó. Và sau đó thì bây giờ cái bản này thì đã ok, đã khá ok rồi. Thì ở trên cái bản này thì chúng ta cũng sẽ có khá là nhiều những cái lựa chọn, tức là ở trên này thì chúng ta có khá nhiều là cái lựa chọn để chúng ta có thể vào tool và vào cái option này này. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái phần brush này, thì tùy các bạn, có người thì sẽ có thể lựa chọn màu trắng, hình như là đây. Có người thì sẽ lựa chọn là màu trắng, còn một số các anh chị thì sẽ lựa chọn là màu đen. Thì tí nữa cái phiên bản màu trắng thì khả năng là Hùng sẽ phải dùng một cái chỉ báo nữa để Hùng có thể đè lại toàn bộ cái nền này màu trắng. Thì đây là khung, đây là nó có những cái khung, và ở đây thì các anh chị cũng thể nhìn thấy là khi mà chúng ta cài đặt ra thì ở đây nó có, hiện tại đây là những cái mã cổ phiếu, nó chưa có mã cổ phiếu các anh chị nhé, tức là đây nó chỉ có phần khung thôi. Đó, thì trên cái phần khung này thì chúng ta ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ở đằng trên cùng này này, chúng ta sẽ kéo xuống, tức là đây nó có các cái khung này thì sau này chúng ta sẽ sử dụng, và ở đây thì nó có cái market này đó, rồi group này, sau này thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm những cái này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem ở cái mục chart này. Trong cái mục chart này thì nó sẽ có đầy đủ hết tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật. Đây Hùng sẽ view ra trong cái mục chart này. Nó sẽ có hết đầy đủ này, equity này, đấy, tất cả đây, nó nằm hết ở đây. Đó, thì chúng ta có thể mở ra và chúng ta sử dụng, nó nhiều lắm, tức là cái phân tích kỹ thuật thì nó rất nhiều chỉ báo. Tuy nhiên là với quan điểm của ông Lê thì chúng ta chỉ nên sử dụng một số các chỉ báo kỹ thuật cơ bản thôi, chứ còn lại thì chúng ta cũng không nên là quá nhiều, bởi vì như vậy thì nó sẽ rất là rối. Và nếu như các anh chị không nhìn thấy những cái layer symbol hoặc là chart này thì các anh chị có thể vào cái chỗ nào, Windows đây, thì các anh chị tích 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 lên đây thì nó sẽ hiển thị hết lên đây cho các anh chị. Đó, thì nếu mà mình chưa nhìn thấy ở bên cái menu ở bên này thì chúng ta có thể ở đây đó. Trên đồ thị thì chúng ta có thể sử dụng cái đầu tiên, đó là cái đường MA. Đây, nó gọi là Symbol Moving Area ở đây này. Đường MA thì ví dụ như chúng ta sử dụng cái đường nào thì chúng ta sẽ kéo vào đây. Đó, và sau đó thì chúng ta có thể thay đổi ở đây này. Ví dụ như là chúng ta sẽ có đường 30 chẳng hạn. Ví dụ như thế, và đây là chúng ta sẽ chọn màu, tôi sẽ chọn màu xanh này. Style này thì các anh chị có thể chọn màu đậm, đúng không? Màu đậm nhạt này, nó có các cái tùy chỉnh ở đây, ví dụ màu đậm chẳng hạn. Đó. Màu thì có thể chọn màu xanh đi, ví dụ như thế. Ok. Như vậy thì chúng ta đã có một cái đường MA ở đây. Đó. Đây là chỉ báo Bollinger Band, đây. Sẽ cho to cái này ra. Khi các anh chị kích chuột phải lên thì chúng ta sẽ gần như chúng ta sẽ thấy được hết tất cả các cái công cụ kỹ thuật nó nằm hết ở trên này. Thì ví dụ như đường MA này đó, thì ví dụ bây giờ chúng ta sẽ chèn tiếp một đường nữa đó, ví dụ như chúng ta sẽ chèn đường 15 ví dụ chẳng hạn, như vậy đường 15 chẳng hạn đó, chúng ta sẽ chọn màu đỏ đi đó, và chúng ta sẽ chọn đây, ví dụ như là nó sẽ có cả màu chấm chấm, ví dụ như thế, thì cái đường này đấy nó chấm chấm thì chúng ta sẽ có thể view to lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đường chấm chấm này đấy, ví dụ đường 15. Còn đây là cái giải Bollinger này. Bollinger thì cái này nó đang mặc định đó, đang mặc định Bollinger thì chúng ta có thể chỉnh cái nền của Bollinger, thì các anh chị kích chuột phải lên chúng ta đó, và chúng ta sẽ chọn cái MA Bollinger, đây Bollinger Band đây. Thì như là cái màu này, ví dụ như chúng ta sẽ chọn sang màu xanh xem nào. Đó, style last này, ta bỏ cái này đi. Ok nào. Đó, thì là các anh chị có thể nhìn thấy là trong cái band của ta là nó đã từ lúc nãy là màu đen đúng không? Thì bây giờ nó đã chuyển sang cái màu xanh. Đó, nó đã chuyển sang cái màu xanh rồi. Đó, thì cái màu này thì tùy thôi, tùy các anh chị là chúng ta sẽ lựa chọn ở một cái màu nào nó dễ nhìn. V
Vô linh giờ. Nó hoặc là chúng ta có thể chọn sang màu gạch, ví dụ như vậy, hoặc là một cái màu nào đó tùy thích các anh chị nhé. Đây là hình nền này. Đó, cái hình nền này thì chúng ta có thể lựa chọn cho nó phù hợp. Đó thì Bollinger, thì sau này thì chúng ta sẽ học tiếp các cái chỉ báo, là ví dụ Bollinger thì nó nói lên những cái gì, còn hôm nay thì chủ yếu là cũng sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta thiết lập những cái đồ thị mặc định thôi, mặc định cho Amin. Thì trên cái khung này thì thường thường là mọi người sẽ sử dụng Bollinger. Đó, mọi người sẽ sử dụng Bollinger hoặc là mọi người sẽ nếu mà không sử dụng Bollinger thì mọi người có thể sử dụng cái Mei Ichimoku, thì cái này là tùy. Thì tất cả các chỉ báo kỹ thuật, ví dụ như là Mei Ichimoku đây, thì tất cả các chỉ báo kỹ thuật thì các anh chị sẽ cầm và chúng ta sẽ kéo về sang bên này. Đó, chúng ta sẽ cầm và chúng ta kéo. Đó, ví dụ như vậy, chúng ta kéo và chúng thả vào đây, sau đấy thì ok. Thì đó, và sau khi mà chúng thả vào đây thì chúng ta sẽ lại có những cái đây, thì sau khi chúng ta kéo xong thì nó sẽ có ở đây này, Mei Ichimoku, ví dụ như vậy. Đó, Mei Ichimoku thì nó sẽ vào đây. Đó, và chúng ta cũng có thể là thiết lập ví dụ như là KL1, KL2, thì cái này thì thường thường là chúng ta cũng không nên ấy, và các cái chỉ báo này thì sẽ thiết lập theo theo từng từng cái cách đánh của từng các anh chị em, thì cũng sẽ có những cái bộ tham số chuẩn của Mei Ichimoku. Đó, thì là cái Mei Ichimoku thì có thể chúng ta sẽ chèn vào đây. Đó, và chúng ta khi mà chúng ta cần xóa indicator, tức là sau khi mà chúng ta bỏ vào đây rồi, đúng không ạ, và chúng ta thấy rằng cái Bollinger Band chúng ta không cần thiết thì chúng ta bỏ đi, thì nó sẽ hỏi là có xóa không, thì chúng ta xóa đi. Đó, vậy thì cái Bollinger Band của chúng ta đã bị mất, đúng không ạ. Tiếp tục là chúng ta sẽ kích chuột phải lên đây anh chị nhé, kích chuột phải lên cái nền đó, và sau đó thì chúng ta sẽ chọn tiếp đây, delete indicator đấy, ví dụ đường A này, ta xóa đi. Đó, ví dụ như vậy, tiếp tục xóa này. Pride thì chúng ta để anh chị nhé, cái này chúng bỏ đi. Đó, ví dụ như vậy, tiếp tục này, Pride long ma cái này cũng bỏ đi. Ví dụ đấy, chúng ta sử dụng những cái chỉ báo mà chúng ta chủ động chúng ta chèn vào. Đó, thì bây giờ chúng ta còn đường MA1 này, đường MA2 này, đấy là hai cái đường chúng ta đã chủ động chúng ta chèn vào trên này, và Mei Ichimoku ví dụ như vậy. Mà ví dụ như chúng ta thấy rối Mei Ichimoku chúng ta không dùng nữa, chúng ta xóa nó đi. Đó, vậy thì chúng ta chỉ còn lại Pride là giá và các cái đường đấy, ví dụ các đường MA. Còn nến thì đương nhiên những cái này nó cũng thường là đặt mặc định rồi, nến xanh thì là tăng, còn nến đỏ dài đặc thì là giảm xuống, thì sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn cái volume ở đây là cái volume color, tức là volume màu ấy chị anh chị, tức là ví dụ như là một cây nến xanh thì volume color của nó sẽ là màu xanh, đúng không ạ, còn một cây nến đỏ thì volume nó cũng sẽ màu đỏ. Và thường thì trên cái biểu đồ volume này thì chúng ta thường chọn một cho nó một cái đường MA. Đường MA của nó thì thường là tùy các anh chị, tức là chúng ta cũng kéo anh chị nhé, cầm ở đây, tức là cần cái gì thì chúng ta kéo ở đấy, và thường thì chúng ta thiết lập cái MA 21 phiên, tức là đường trung bình giá trung bình cộng của 21 phiên. Đó, và sau đó thì chúng ta có thể đặt chỉ báo màu đỏ lên đây, ví dụ style. Đó, hoặc là chúng ta để thường thường đậm nhạt này, hai này, chúng ta ẩn đi đó, ví dụ như vậy, thì nó có rất nhiều các cái tùy chỉnh. Đó, thì khi mà chúng ta nhìn thấy là những cái tín hiệu mà khi mà đường giá mà vượt trên đường trung bình 21 phiên, tức là chúng ta chứng tỏ rằng là những cái khối lượng giao dịch rất là lớn, ví dụ như vậy, thì đây là trong cái khung đường giá thì chúng ta nên thiết lập cái đường trung bình MA 21 phiên. Đó. Tiếp theo thì ở trên cái khung đường giá này thì chúng ta có thể sử dụng cái tín hiệu đường MACD. Thì tất cả các cái công cụ indicator thì mỗi một nhà đầu tư hoặc là mỗi một admin, mỗi một broker thì họ thường là họ sẽ có những cái thiết lập khác nhau. Thì cái này thì sẽ dành để nói một cái buổi video nào đó về chuyên sâu, ví dụ như là cũng sẽ có những cái buổi về chuyên sâu về đường MACD, thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái chỉ số này là nó như thế nào, hoặc là chúng ta sẽ có những bộ tham số để chúng ta thiết lập ở đây. Đó, còn hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn các anh chị là chúng ta chèn vào thôi. Đó, chúng ta chèn vào để chúng ta nhìn thôi. Đó, đó thì cái này chúng ta có thể lựa chọn này, đậm nhạt đúng không ạ, đường đỏ đậm ví dụ như vậy đúng không, và ví dụ đường xanh
thì chúng ta có thể lựa chọn màu xanh này, đó, nhìn nó sẽ tổng quan nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Và cái này thì chúng ta có thể lựa chọn cái đường chấm chấm như thế đấy, thì là cái ý nghĩa và cái cách sử dụng thì chúng ta sẽ nói xong, nhưng mà cơ bản là như vậy. Và đây thì chúng ta sẽ có những cái thiết lập, ví dụ như các anh chị muốn thay đổi cái những cái thiết lập của đường MACD thì chúng ta sẽ kích chuột phải lên cái đây này, cái khung hình của nó đây, các anh chị nhìn thấy nhé, chúng ta kéo lên kéo xuống này, đó thì cái khung hình của nó là nó nằm ở đây, thì chúng ta kích chuột phải lên đây và chúng ta sẽ cũng sẽ vào cái phần trên cùng này, và sau đó thì chúng ta đây là cái biểu đồ tần suất, thì biểu đồ tần suất thì các anh chị có thể sử dụng màu đen hoặc là cái màu gì đấy, nếu mà không thích thì chúng ta sẽ có thể sử dụng màu xanh, đúng không ạ? Đó đấy, nó có rất là nhiều các cái tùy chỉnh đó, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái biểu đồ tần suất và các cái tín hiệu MA thì hiện tại như vậy. Chúng ta sẽ chèn những cái công cụ của em đây, hoặc là chúng ta có thể chèn rất nhiều các cái công cụ khác, ví dụ như là đường RSI. Đó, đây ví dụ như là RSI. Đó, vậy thì đường RSI đây thì cũng là hoàn toàn tương tự. Đây chúng ta có thể chỉnh màu đỏ này, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể chỉnh màu xanh này, đó, hoặc là chúng ta có thể chỉnh màu hồng này, đó, hồng nhạt. Và đây cũng như vậy, chúng ta có thể sử dụng các cái đường đậm nhạt thì nó khá là nhiều cái tùy chỉnh của chúng ta. Thì đường RSI cũng như vậy, chúng ta có rất nhiều các cái đường, cái cách thức mà vận động, cái cách thức mà thiết lập cái đường RSI khác nhau. Đó, thì khi mà chúng ta thiết lập cái đường RSI xong thì chúng ta sẽ có những cái đường kẻ ngang. Ví dụ như vậy, thì các anh chị dùng ở đây, đường kẻ ngang này, chúng ta đặt vào đây. Đó, ví dụ đường này thì khi mà các anh chị cần chỉnh cái tham số, anh chị kích chuột phải lên và đây chúng ta sẽ đặt là 70. 70 gọi là vùng quá mua, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đặt vùng thường 30 thì gọi là quá bán đấy. Tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật này thì nó nằm ở một góc độ gọi là tương đối anh chị nhé, tương đối thôi chứ còn nó không có cái gì tuyệt đối, bởi vì là phân tích kỹ thuật là giá chạy trước rồi tín hiệu kỹ thuật mới chạy sau. Đó, ví dụ như chỗ này vùng này quá bán đây, các anh chị nhìn thấy quá bán nhưng mà cổ phiếu nó vẫn bán ầm ầm và nó rơi đến tận đây là mới hồi, và tận đây thì đường RSI mới hồi đó, ví dụ như vậy đó, chứ không phải là cứ quá bán là chúng ta đâm đầu và chúng ta mua đâu. Đó, nó nhiều thứ, hoặc là ví dụ như hiện tại, ví dụ cái đây thì nó chưa phải là cổ phiếu các anh chị nhé, đây là một cái đồ thị tượng trưng thôi. Đó, và cái video tiếp theo thì cũng sẽ hướng dẫn các anh chị update dữ liệu cho admin thì cái đó xong, cái này là chủ yếu là chỉ thiết lập các cái chỉ báo ở trên này. Đó thì RSI và một số các anh chị thì có thể dùng thêm nhiều lắm. Đây các anh chị, đường stop static, tức là tất cả những cái này thì nó đều là các cái chỉ báo kỹ thuật. Và đôi lúc thì chúng ta cũng không nên dùng quá nhiều, bởi dùng quá nhiều thì đôi lúc chúng ta cũng bị loạn. Đó, ví dụ như là chỉ báo nào nữa nhỉ? Ví dụ như là đường CCI chẳng hạn. Đó, kích chuột phải lên, kích đúp lên. Đó, thì đường CCI thì đây cũng là các cái tùy chỉnh của nó, và chúng ta cũng có thể chỉnh đậm nhạt. Đó, đường CCI rồi momentum hoặc là đường MSI. Đó, tất cả các chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta có thể chèn hết vào. Anh chị nào mà dùng cái nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó. RSI đó, Parametric, hoặc là đường ADX, ví dụ đây ADX ví dụ như vậy. Đó, thì nó cũng ở đây, đường ADX thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là những cái này thì nó gần như là những cái mặc định mà chúng ta chỉ chỉnh ở đây thôi. Các cái thông số này thì cũng sẽ có những cái bộ tham số chuẩn của nó. Các cái màu thì ở đây thì chúng ta cũng có thể chỉnh màu, ví dụ đỏ xanh vàng tím biếc thì đây. Đó, thích gọi là chúng ta chọn đậm hay chọn nhạt hay là chọn dạng hình chấm chấm đó, ví dụ như vậy. Và khi chúng ta cần điều chỉnh, tức là chúng ta cần chỉnh ở một cái indicator nào, đúng không, ở một cái indicator nào thì chúng ta sẽ kích chuột phải lên đó và chúng ta sẽ chọn đây. Và ngược lại nếu mà chúng ta muốn xóa thì chúng ta cũng kích chuột phải lên và chúng ta sẽ ở đây delete ở đây, thì delete thì nó sẽ xóa đi đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng ở đây này, có cái dấu hình nhân ở đây này, đó, dấu hình nhân ở đây. Còn đây, ở đây anh chị nhìn thấy có những cái hình mũi tên ở đây này, thì để chúng ta điều chỉnh lên xuống. Đó, ví dụ mình muốn cái MFI nó nằm ở lên trên cái đường này thì chúng ta sẽ dùng bấm mũi tên lên thì nó sẽ đi lên. Đó, ví dụ như vậy. Thì tất cả các cái chỉ báo kỹ thuật thì về cơ bản là chúng ta sẽ kéo ra như vậy. Và
đường và các cái sheet này, các anh chị lưu ý các sheet này thì tùy từng từng nhà đầu tư. Tức là sheet này thì các anh chị muốn sửa thì chúng ta kích cho phải lên. Ví dụ như là cái sheet đầu tiên là chúng ta sẽ để là tổng hợp chẳng hạn. Đó, ví dụ như là chúng ta sẽ để những cái sheet đầu tiên ví dụ như là tổng hợp, đúng không? Đó. Tùy cái sheet thứ hai nữa thì chúng ta sẽ để là ví dụ như là mây Bollinger Band chẳng hạn. Bollinger Band chẳng hạn và gạch ngang ví dụ đồ thị, ví dụ như thế. Thì chúng ta sẽ ở đây thì chúng ta sẽ kéo cái band vào, Bollinger Band vào, ví dụ như vậy. Đó, ví dụ như vậy, chúng ta sẽ kéo cái Bollinger Band vào. Đấy. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta muốn sử dụng là ví dụ như là mây Ichimoku ạ. Ichimoku. Gạch ngang, ví dụ đồ thị chẳng hạn. Đó. À, thì chúng ta lại bỏ cái band đi, bỏ cái Bollinger Band đi. Đó. Tức là mục đích của cái việc mà chúng ta có thể chia ra nhiều ship đúng không ạ? Thì để chúng ta có thể các cái chỉ báo kỹ thuật nó không bị chồng lấn lên nhau. Nó không bị chồng lấn lên nhau. Tức là ví dụ như là Ichimoku với band nó chồng lấn lên nhau thì chúng ta sẽ nhìn nó cũng sẽ khá là khó chịu đúng không? Tức là các cái chỉ báo kỹ thuật nó chồng lên nhau. Đó, ví dụ như vậy. Rồi sheet thứ tư, sheet thứ năm. Đó thì tùy các anh chị, tức là ví dụ như là trong sheet thứ năm này thì chúng ta sẽ full các chỉ báo kỹ thuật, thì chúng ta sẽ chọn những cái chỉ báo này thì chúng ta sẽ kéo hết vào đây. Đó, ví dụ như là cái này sẽ là ví dụ như là full. Ví dụ full chỉ báo. Đó. Ví dụ như full chỉ báo. Ok, thì full chỉ báo thì nó sẽ có những chỉ báo gì? Ví dụ như là sẽ là volume KL chẳng hạn, đúng không? Đó. Rồi là chỉ báo nữa là ví dụ như là mấy Ichimoku ở đây rồi. Đấy, một số các chỉ báo về MA nữa, ví dụ như chúng ta kéo thêm nhiều đường MA, ví dụ đường MA 100 chẳng hạn. Đó, đường MA 100, ok. Đó, ví dụ đường MA 100 thì chúng ta cần chỉnh các cái thuộc tính thì chúng ta sẽ kích cho phải lên và chúng ta sẽ kéo xuống đây. Đó, MA 100 ví dụ ở đây thì chúng ta chọn màu hồng này chẳng hạn, ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ chọn màu này. Thuộc tính thì chúng ta chọn màu đậm chẳng hạn, đậm và đấy, ví dụ như thế thì nó sẽ có những cái ở đây. Sau đó là chúng ta có những công cụ đây, ví dụ chúng ta chọn CCI này, rồi tùy, nó nhiều lắm. MACD này, ví dụ như thế, full chỉ báo, rồi momentum này, ví dụ như vậy. Rồi stochastic D này. Rồi nhiều lắm. Đó thì đây là đường William chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế thì đây gần như là tất cả những cái chỉ báo. Đây toàn là những cái chỉ báo kỹ thuật mà các anh chị lưu ý là các chỉ báo kỹ thuật thì thường là chỉ báo chậm các anh chị nhé, thường là chỉ báo chậm chứ không có chỉ báo nhanh, tức là chúng ta giá nó chạy trước rồi sau đó thì mới đến giá nó chạy trước rồi sau đó thì mới đến các chỉ báo kỹ thuật chạy sau. Chính vì vậy nên là chúng ta mới có những cái phân tích định lượng là chúng ta kỳ vọng ở trong tương lai. Thì ở đây này, ở đây có một cái gọi là cái khoảng lùi của nến. Khoảng lùi của nến thì thường thường là chỗ này chúng ta sẽ để ở 30, tại vì cái mây Ichimoku là nó sẽ chạy trước 26 phiên. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ để khoảng lùi của nến là apply, ok. Sau đó thì chúng ta phải tắt admin đi và vào lại. Đó, vào lại thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái khoảng cách từ đây đến đây là nó đã lùi lại rồi. Đó, nó sẽ lùi lại rồi và để chúng ta có thể quan sát được cái mây Ichimoku này, ví dụ như thế. Đó. Tức là cái chỉ báo, cái thông số đó là thông số lùi. Còn lại thì gần như là tất cả những cái mặc định của admin thì chúng ta cũng không phải chỉnh cái gì cả. Gần như chúng ta cũng không phải chỉnh cái gì cả. Chỉ có là ở trong cái phần thiết lập ở đây thì các cái nến, các cái màu nến, đây nến up này, rồi nến down này. Rồi cái màu nền thì sau đó thì Hùng sẽ có một cái bản tin nào đó thì Hùng sẽ hướng dẫn làm lại. Không biết là hôm nay tại sao là khi chọn cái màu này sang màu trắng, sang nền màu trắng thì nó lại chỉ có
nó lại chỉ có là trong cái khung này nó chọn màu trắng thôi, không biết là lý do vì làm sao. Trong cái thuộc tính này thì cũng sẽ hướng dẫn lại cả nhà sau, trong cái mục color này nó lại là đen, đen, tức là mình sẽ chọn cái nền trắng rồi tùy thôi. Vẫn một số các anh chị thì quen nhìn ở trên nền đen, còn một số thì sẽ chọn nền trắng, thì cái đấy thì nó sẽ tùy thuộc vào sở thích của từng người. Và sau đó thì ở trên cái thanh công cụ ở bên trái này thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là ở đây thì các cái công cụ để vẽ, ví dụ chúng ta vẽ đường chéo này, rồi chúng ta vẽ tia này đó, rồi chúng ta vẽ cái tia hai đầu này đó. Thì khi vẽ tia hai đầu thì các anh chị thấy đây, đây là điểm này thì nó sang hai đầu này, đây là đường nằm ngang này, thì đấy là những cái công cụ để chúng ta dò tìm các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đó. Ví dụ như là chúng ta vẽ các cái hộp này thì màu sắc thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là khi chúng ta chỉnh chúng ta cần 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 chỉnh cái màu sắc của cái hộp này thì chúng ta kích đúp chuột lên, chúng ta kích đúp chuột lên và sau đấy thì chúng ta có thể chỉnh màu, ví dụ như là đang màu đỏ đúng không, anh chị nhìn màu đỏ này thì có thể chuyển sang màu xanh, thì cái khung hình nó sẽ chuyển sang màu xanh đó, hoặc là chúng ta có thể chọn các cái màu tùy chọn ở đây, và cái màu black là cái màu nền ở trong ấy, thì ví dụ màu hồng chẳng hạn đó, thì ngoài là khung xanh trong cái khung hồng đó thì hoàn toàn chúng ta đều có thể chỉnh. Chúng ta kích chuột phải ấy, kích chuột đúp lên đây và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể chỉnh các cái thông số kỹ thuật ở đây, và nếu mà chúng ta mà cần xóa thì chúng ta có thể bấm phím, chúng ta chọn này, các anh chị nhìn thấy có cái dấu ở đây chọn, và chúng ta có thể sử dụng cái phím đen của máy tính ấy. Hoặc không thì chúng ta sẽ xóa đó. Cái phím đen của lên nó đang ở đây rồi, ok đó, thì chúng ta có thể sử dụng phím đen ở trên bàn phím để chúng ta xóa. Đây là hình elip này, chúng ta có thể vẽ hình elip này, đây là các công cụ vẽ hình tam giác này đó, đây vẽ hình cung này đó, đây vẽ hình mũi tên này. Rồi ở đây chúng ta có thể phóng to thu nhỏ này, thì cái này thì chúng ta có thể kéo nó lên đây, nó kéo lên trên này thì nó hợp lý hơn đó, chúng ta có thể thu nhỏ phóng to đúng không. Ở đây thì nó có chữ ngày này, tức là chúng ta có thể xem đến ngày này, đây đến tuần này ví dụ như vậy, và đây là đến tháng này. Thì cái cách đến ngày đến tuần đến tháng thì chúng ta cũng có thể là dùng con chuột để chúng ta xỏ xuống đây, tức là có thể đến giờ đến ngày này đó đó, thì năm này rồi tháng này, đây thì chúng ta có thể sử dụng ở đây. Còn cái khoang này là khoang mà nó sẽ hiển thị các cái mã cổ phiếu của chúng ta, thì nó sẽ hiển thị ra đây, mặc dù đây là nó đang là cái phần gọi là cái phần admin nó có sẵn thôi, chứ nó chưa chưa phải là cổ phiếu của Việt Nam đó, chính vì vậy nên là nó chỉ có gọi mang tính chất tượng trưng thôi. Rồi ok, sau đó thì ở đây thì chúng ta có các cái công cụ, ví dụ như công cụ chúng ta sử dụng công cụ Fibo đúng không ạ, đó các công cụ Fibo thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta kéo, và chúng ta muốn chỉnh cái Fibo thì chúng ta kích chuột lên đây, và trong cái Fibo này thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái dãy số Fibonacci này là một cái dãy số, thì sau đó thì chúng ta sẽ có những cái video riêng, và các anh chị muốn hiển thị ở cái góc nào thì chúng ta tích vào đây đó, chúng ta tích hết vào đây đó, và sau đó thì chúng ta ok đó, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta 0 này, 2, 3.6, 3, 8.2, 50, 61.8, 7, 8.6, 100, 127, 161.8, và hình như ở đây là cái này là 161.8 đến 261.8 là cái dãy Fibo cuối cùng đó. Thì đó thì cái cách thiết lập như vậy, và ví dụ như chúng ta không muốn xem cái đường 23.6 chẳng hạn, hoặc là chúng ta không muốn xem cái đường 61.8 chẳng hạn, thì chúng ta bỏ dấu tích này, chúng ta ok đó, thì nó sẽ tự động nó bỏ hết đó. Và đây cũng là một cái công cụ Fibo này, đây cũng là một cái công cụ Fibo, thì công cụ Fibo này gọi là Fibo thoái lui, thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, và chúng ta tích đúc lên đây để chúng ta có thể lựa chọn hoặc vẽ hoặc không vẽ đó. Ví dụ chúng ta tích lên đây thì nó sẽ vẽ lên, còn nếu chúng ta không tích lên đây thì nó sẽ không vẽ lên đó. Thì như vậy là cái cách mà để chúng ta cài được một cái bản admin nó khá là đầy đủ và cơ bản, thì nó chỉ như vậy thôi, và chúng ta các cái chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta cũng không có cần sử dụng quá nhiều.
Và sau đó thì Hùng sẽ có một cái bản về admin nâng cao, tức là chúng ta sẽ có những cái cách để hướng dẫn các anh chị chúng ta lọc các cái mã cổ phiếu hoặc là các cái công cụ kỹ thuật để chúng ta có thể dò tìm các cái cổ phiếu. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng scan hoặc là export đó, rồi chúng ta có thể sử dụng backtest để chúng ta test lại các cái tín hiệu kỹ thuật, vân vân và vân vân. Thì đấy là những cái phần nâng cao của admin, còn phần cơ bản thì chỉ có như vậy thôi. Và bản tin video tiếp theo thì Hùng sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta cập nhật cái dữ liệu cho admin. Thì hiện tại ở trên thị trường thì chúng ta cũng có khá là nhiều các cái đơn vị mà cung cấp các cái phần mềm cập nhật cho admin. Thì chúng ta cũng có thể Google đây, Hùng sẽ đánh ra cập nhật phần mềm, đúng không? Chúng ta sẽ đánh là phần mềm này, phần mềm cập nhật dữ liệu cho admin, ví dụ như vậy, cập nhật dữ liệu cho admin broker đó. Thì chúng ta sẽ thấy vô vàn vô vàn vô vàn luôn, Data Pro rồi file nó cũng có này, rồi stock này, rồi vân vân và vân vân, rất nhiều chứng khoán số này nó. Rồi bản thân ở trên cổ phiếu 68 cũng có một cái cách để cập nhật nó, ví dụ như vậy, cập nhật thủ công, rồi data feed rất nhiều. Thì sau khi mà chúng ta cài đặt admin thì nó chỉ là một cái công cụ thôi, và chúng ta cần phải lấy những cái dữ liệu từ sàn giao dịch để đưa vào admin để chúng ta có thể cập nhật được cái dữ liệu ở trong từng phút đấy. Thì chúng ta cần phải mua một cái gói dữ liệu, thì gói dữ liệu đó thì trên thị trường bây giờ nó rơi khoảng tầm 700.000 một năm. Còn ví dụ như ở trên File An thì như là cái gói dữ liệu của nó khá là chát, gói dữ liệu của nó hình như là cũng rất là, không biết nó ở đâu nhỉ, như trên File An là mà gói bình thường của nó là đây này, gói này là gói, như gói này là 700 này, 700 à, triệu 2 một năm, và một cái gói nữa là 2,4 triệu, bản bản Pro là 2,4 triệu, bản Pro là 2,4 triệu đó. Thì trên trên chúng ta sẽ vào trang chủ để chúng ta xem, nó có đấy, nó có cái bảng giá, không biết là nằm ở đâu. Để cập nhật dữ liệu thì cơ bản là chúng ta sẽ có những cái công cụ như vậy, còn với admin thì nó cũng chỉ như vậy thôi, những cái công cụ khá là đơn giản để chúng ta có thể sử dụng và chúng ta cập nhật. Còn ở trong những cái mục này, ví dụ những cái mục này thì chúng ta có thể tạo thành các cái thư mục và sau đó thì chúng ta add các cái mã cổ phiếu vào đây, thì những cái đó thì nó cũng không quá là quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta hiểu được cái cách thức sử dụng các cái chart kỹ thuật ở đây để chúng ta đưa vào đồ thị, và sau đó thì chúng ta sử dụng, vấn đề là chúng ta vận hành và chúng ta sử dụng những cái công cụ này nó như thế nào, nó mới là quan trọng. Thân ái chào tạm biệt, và chúng ta sẽ gặp lại trong cái bản video tiếp theo để hướng dẫn các anh chị chúng ta cập nhật cái dữ liệu cho Amin Broker.